này tôi sẽ là vào trong đồ này của Sam nè. Tôi sẽ đồ này phát nè. Nếu được đồ này sẽ như thế nào ta? Sammy đẹp dễ thương nhất trên đời. Đồ này nè, đó, đồ này đó. Mình là bạn thân với Phong nha bạn. Ô, cảm ơn bạn. Thấy không? Thấy không? Sammy xấu như em A vậy á. Ủa gì vậy? Sao im lặng rồi? Làm đi, Sam nói gì thôi, Sam dám làm gì tôi. Nói thẳng ra các bạn luôn á, là trên video á là tôi hay nói gì thôi, chứ tôi chính là cái nóc, các bạn hiểu không? Tôi khóa cửa rồi, không vô được đâu. Trời ơi, sao mà vô được. Khóa cửa rồi, không cho vô đâu. Nè, ra các bạn coi tôi ra thể hiện đàn ông cho các bạn coi. Nhà hơi có đâu, nghe chưa? Hả? Đùa với tôi. Nè, được sao? Nhờ đang live stream Sam ơi, đang live stream giữ tí thể diện, đàn ông con trai à, nói lần nữa nha, nhà là phải có nóc, nghe rõ chưa? Hả? Đứng mặt. Xin lỗi sao? Biết lỗi, cay thế à? Cái này á là tấu hài cho bạn xem ơi, chứ bình thường ở nhà nha mà tôi không livestream á. Một mã. Thì ba ông nói gì vậy? Tôi bảo là bình thường livestream thôi chứ tắt livestream đi thì Phong vẫn rất là thương Sam. Phong không bao giờ Phong gọi là động tay động chân, không bao giờ nói gì lớn tiếng Sam gì. Các bạn đừng để dùng này chìm nha. Các bạn cắt tóc cho mình nha. Bạn nào mà clip nào mà hay nhất mình sẽ đăng lên hộ các con nha. Nó chết nha. Đâu có nói gì đâu. Nè đập mũi. Đập mũi mà. Nè. Đập mũi. Ok bạn ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Super Bunny Man. Để xem coi hôm nay ai sẽ là báo thủ nha các bạn. Để xem coi. Báo thủ chỉ có Sam thôi. Trời ơi, vô. Game này là phải giữ vững tinh thần lắm ạ. Sam là con màu hồng đúng không? Phong là con màu vàng này nha. Ok rồi. Rồi đi. Lần trước nha là tôi với Sammy các bạn là đã vượt qua được cái màn cỏ với lại là màn băng rồi. Bây giờ chúng cày thế nha. Mới giới thiệu luôn á. Rồi em sao chơi lại, làm lại được. Đi. Này là mình chơi game này là mình phải giữ bình tĩnh các bạn ạ. Mình không được nóng giận, mình không được nóng giận, nhất là với bạn gái của mình không được nóng giận, mày hiểu không? Ủa gì vậy? Sao ơi? Bà bị gì vậy? Ủa sao bà bay luôn rồi? Ui! Sao bị bay luôn? Đỉnh rồi. Trời ơi, tôi bị đứng không? Tôi bị đứng không thấy. Hồi nãy tôi thấy bà bay lên trời. Tôi bị đứng không phải không? Tôi thấy ông đang đi từ từ. Rồi mình nắm nhau, mình nắm đầu nhau. Mình cứ đi từ từ thôi, chưa. Đừng, mình đừng nắm, mình cứ đi từ từ thôi. Ôi, từ từ sắp đi. Chỗ này. Ủa gì vậy? Ủa, tôi bị chọt cái tôi bay trời luôn. Chị Sam bị ma nhập anh ơi. Rồi đi. Ủa lắc. Ê, cái chân nha. Bình tĩnh nha, mình chơi game này mình phải bình tĩnh nha. Ông đi trước đi. Đây, để Phong mồi cái cây kia cho nó rơi xuống trước. Mồi đi. Từ từ nha, Sam đừng xuống. Đây. Ê. Rồi. Ui, đỉnh chưa. Ở khoan từ. Củ cà rốt nằm ở trên kìa. Cái gì vậy? Ê Sam ơi, tính ra là tôi đã nhảy vào được cái cây đó rồi, bà còn cầm cái cây lên bà đâm tôi làm gì vậy? Đâm được à? Tôi có đâm đâu, tôi tới mà. Mấy bạn làm chứng cho mình đi cho đúng rồi. Từ từ, ông ơi. Rồi rồi, đừng qua. Rồi ok, qua đi. Qua được rồi đó. Cái kìa. Lỡ thôi. Không cảm được mà đúng không? Không cảm. Chắc tới sáng. Trời ơi. Tới sáng. Tới sáng là có thật game. Bây giờ nè, Sam phải để cho Phong đi trước, Phong dẫn đường cho, hiểu không? Rồi Sam nhảy qua đi. Thôi Sam xóa game đi Sam, để Phong chơi mình cũng được Sam à. Vậy xóa game, trời ơi. Cái trò này là cái trò để giúp chúng ta hiểu nhau, hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mà tôi... Là hiểu dữ chưa? Là mình... Rồi, ok. Đây, Phong đang qua. Ủa sao mới bị lắc? Ủa ông bị lắc á? Ủa? Ôi, chỗ này xin lỗi, chỗ này Phong lỡ té. Đây. Thấy không? Tôi từ nãy giờ mới bị sai phạm một lần thôi nha các bạn. Này mới sai phạm. Không sao, mới sai phạm. Ôi.
À, từ từ ra, từ từ, Sam ơi. Từ từ, Sam ơi, sao phải để cho Phong đi qua bên kia trước, Sam hiểu không? Ui, biết đâu, ông đạp vào mặt tôi, cái tôi chành đành luôn á, tôi giật cà dãy luôn á bạn. Bất ổn quá. Rồi, xong mấy bạn fan sẽ biết là trời ơi, hóa ra là chị Sam bị đào quanh Phong tận chơi game gà bắt. Và do quay clip cắt hết trơn rồi. Bí mật không, cái này là có mình Sam chơi gà, chứ Phong không chơi gà nha. Không, trời ơi. Mấy bạn đang xem trực tiếp, mấy bạn đang được thấy những gì thật nhất, các bạn hiểu không? Đúng bình rồi. Thường là bọn tôi quay video là bọn tôi cắt hết những đoạn bọn tôi bị té, các bạn hiểu không? Rồi. Cái gì đấy. Mà xấu xấu là ẩn hết trơn. Đúng. Cái gì mà cho nên là bây giờ là... Ví dụ như pha hồi nãy đó, các bạn thấy không? Đó là bọn tôi cắt ra hết, thấy không? À. Cắt hết trơn. Trời ơi, làm sao mấy bạn biết được? Ôi, cày xong. Thế à, té hoài luôn mấy má. Lại cái đoạn này là làm cách nào giờ ta? Mình phải tưng theo nó. Ủa cái gì vậy? Ui, có được mà. Ui, xém đừng luôn á. Ủa cái gì vậy? Game bị lắc á. Không bên màn hình của Phong là Phong không có đạp cái gì hết trơn á. Này là Sam tự lăn xuống luôn á. Mấy bạn làm chứng với tôi nha, tôi không hề làm gì luôn á. Mình nhất định phải qua được một màn. Từ nãy giờ chưa qua được nổi một màn luôn mấy má. Bây giờ Phong với Sam nắm vô người nhau nè. Cái gì nữa vậy? Sao game nhắc quá vậy? Cái game quỷ này thiệt. Game này đó. Ê, từ Sammy đứng ở đó. Để Phong cứu Sam nè. Từ Sam đi em nha, để Phong cứu Sam nha. Ok, cứu tôi. Rồi Sam ơi, Sam ơi, Sam cứu Phong đi Sam. Phong cũng bị té. Sam ơi. Sam ơi. Lên lên không được. Lên, không được. Thôi thua luôn đi, thua bả đi, chơi lại từ đầu vô nha. Cày cái game này tế à. Rồi, Phong qua trước nha. Hí. Rồi. Sam qua được. Rồi. Sam lăn lên luôn. Sam lăn lên luôn. Rồi, bây giờ Sam làm cách nào Sam kéo Phong lên được không? Hả? Bây giờ nè, Sam khum lại, Sam nắm cái đầu của Phong, sau đó là Sam lăn cùng với Phong luôn là lên được, hiểu không? Lùi lại xíu nữa. Rồi. Rồi lăn lên. Rồi lăn nha. Lăn. Rồi, xong té bà nó luôn. Trời ơi là trời. Bực thế à, cái game quỷ này thiệt. Game quỷ nè, à. Cái game này là tụi mình bị tẩu hỏa ma nha các bạn. Nhưng mà chơi vậy nó mới vui, hiểu không? Ông nào muốn bọn tôi là livestream chơi game thế này nó vui hơn thì bạn comment số 1. Còn bạn nào muốn gọi là bọn tôi quay video comment số 2. Cái này vui hơn nha. Nhưng mà cay nha, chơi kiểu này hơi bị game nhục. Game này nói thật luôn, game này còn khó, ở liếp luôn á Phong. Rồi. Từ từ, bình tĩnh, Sam đừng có nhảy, Sam lăn thôi, Sam đừng nhảy. Bà lăn xuống dưới luôn vậy. Lăn qua luôn. Rồi được. Rồi lăn lên luôn. Ê hay mình chơi game khác đi Sam. Tôi thấy cái game này tôi thấy bắt đầu nó bất ổn rồi đó. Ở lăn lên luôn đúng rồi. Hay quá Sam ơi. Rồi. Sao qua được rồi? Sao yên tâm? Phong qua được mà. Đây. Đó, không qua được. Từ, bình tĩnh nha. Từ nha. Rồi, đây. Để Phong qua trước cho. Rồi. Rồi Phong qua được rồi. Ui. Không được, sao qua được. Sao nó tưng lên vậy? Rồi, xong qua đi. Mình có nên lấy củ cà rốt không? Ôi, cái bà củ cà rốt đi. Win luôn đi. Win rồi. Win rồi. Mừng quá. Mừng quá bạn ơi. Khóc luôn ơi bạn. Quá đã. Quá được rồi. Ok, tiếp nè. Quá đã bạn ơi. Thôi, mình không cần xe được. Chuyện này mình phải nhảy qua nè. Từ từ Sam. Rồi không nhảy qua rồi. Mà làm gì? Tôi đang chạy. Rồi từ. Để Phong. Phong phải nắm cái xe ra. Ok, từ để Phong lấy cái xe ra. Rồi. Siêu sức mạnh. Rồi được. Nào từ. Kinchana. Tôi té bà. Lúc tôi ổ là ông đi luôn nhỏ. 14 phút qua được đúng mày 2. Hay thiệt. Hay quá. Trời sao mày né cái xe đỉnh nè. Qua được. Tôi được Phong nè. Đừng Phong ơi. Vậy, Sam cứu Phong đi. Sam lăn qua cứu Phong đi. Được, tin Phong, được, lăn lên được. Ta bảo là không được mà Sam không nghe lời Phong hết chưa? Phải không bây giờ ông tin không? Chà đà, kinh kìa chà đà. Làm cái tiktok không? Ôi, Phong đạp Sam văng qua kia luôn, hợp lý à. Phong bị kẹt rồi.
Trời mấy má ơi, nó bị kẹt cái bụng mấy má ơi, nhìn nè. Ây à, sáng nay mới ăn hộp cơm sườn cho nên giờ cái bụng nặng quá. Many hours later. Thôi chơi lại bà, từ đầu đi, mệt quá. Xóa game. Ủa? Ủa? Ủa bằng mới? Ủa sao qua được bằng mới rồi? Ủa sao Sam văng xuống dưới? Biết rồi. Nè, Phong không làm gì hết nha. Ở này Sam tự, mấy bạn làm chứng cho tôi đâu có làm gì đâu bạn. Ông nghĩ làm thế nào một con thỏ đang đi bộ biết bay? Ai biết. À, nhảy qua nè, nhảy qua nè. Ui, cái này cái gai. Ui, được, không qua được, không qua được. Ghê không, ghê không. Rồi, rồi, Sam nắm vô chân Phong đi. Giờ Phong với Sam nắm vô cái trái banh này nè, mình lăn xuống luôn. Rồi, lăn xuống. Lăn đi. À, đây đây. Ui, gì vậy? Lắc gì vậy? Rồi, qua được. Ôi, cái màn hồi nãy hay nha, cái màn. Cái gì vậy? À, cái này mình phải đi bằng cái tàu. Rồi, sao bắt đầu không nè? Rồi, lăn à. Rồi, ok, được đó. Đi bằng xe nha, đi bằng xe nha. Lăn vô xe nè. Quay. Sao bà không lăn vô cái xe? Bà lăn ra ngoài làm cái gì? Lần này được. Từ nãy giờ là giả vờ thua tấu hài cho bạn coi thôi. Game trẻ con. Cho bạn cười mà. Đúng rồi, cho bạn cười thôi chứ game này game trẻ con. Đó, qua được thấy không? Rồi, giờ từ. Nắm vô xe nè. Sam. Rồi bấm vô xe. Lên lăn lên. Rồi đúng rồi. Rồi lăn. Ôi lăn qua luôn. Ôi. Chết bà đó luôn trời ơi. Tôi đâu muốn đâu. Mỗi cái chuyện mà ông giữ cái xe thôi mà ông không giữ được làm sao ông giữ được tôi? Phong giữ mà, chứ mà tại vì nó tự bị văng ra, Phong giữ mà. Các bạn ơi, mỗi cái xe bỏ thôi mà ông giữ không được làm sao ông giữ tôi được đây? Rồi làm lại nha. Từ ôm nhau nè. Rồi. Đó, đừng lăn mọi người, tôi thấy ông lăn. Ê! Nó lăn đâu? Nó bị lắc nè. Nó lăn đâu? Bây giờ ông nắm vô người tôi thôi. Ông nắm vô người tôi thôi. Yes sir. Yeah, yes sir. Xin lỗi. Bây giờ nha, Sam bám vô cái xe, còn Phong là Phong bám vô cái chân của Sam. Ông nắm vô người tôi, đúng rồi. Ê gì vậy? Ê cái tàu đi. Đứng im luôn, đừng cứ động. Được, qua được. Từ từ, sao? Ủa, còn sống vậy? Đi, tôi kéo bà lên. Rồi. Tôi thấy bà đang bị gai đâm, Tôi cầm chỗ nào, Rồi. Ê, cái chân lắc sâu quá. Rồi, Phong nha, Mình nhảy được đúng không? Đúng rồi. Rồi. Mệt quá mày. Cày cái game thiệt chứ. Lăn lên trên đây đúng không? Ui gì vậy? Ôi, cái chân. Ôi, Phong qua. Ôi, Phong nghe tiếng nước thì sao ơi? Để. Ê! Đâu đây? Được sao? Tôi bị gai đâm chứ. Giờ nha. Phong với Sam, hai đứa mình quyết tâm qua được màn này nữa thôi. Là mình tắt game. Một màn này thôi. Quá cay rồi. Tụi mày ổn không? Tụi đi luôn. Tụi này làm tôi đau lòng quá. Nó xoẹt, tôi sợ luôn á. Tôi đau đầu quá mặt cười. Cảm ơn cái đó nha. Ôi, cái đòn mới đồ này với Phong sao mà. Tỉnh nha. Rồi bây giờ nè, Sam nắm cho người Phong đi. Rồi, tôi nắm cái ổn rồi. Rồi, từ từ, nắm cái xe, mình phải nắm cái xe nữa. Coi chừng nha. Ui, đỉnh quá. Ui, hay lai. Rồi, bây giờ nè, Sam nhảy qua trước đi. Để cho chống chỗ cho Sam nhảy qua đó. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nè. Cái xe đã. Một phát thôi. Mình tắt game nè mọi người, đúng không? Sanim, để phòng, Phong qua cứu Sam. Ôi,
Được, 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 được má, được má. Rồi, rồi, sao buông tay đây, sao buông tay đây. Sao bỏ tay đây chưa? Rồi, rồi, đúng rồi. Rồi, 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 rồi. Rồi, 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 rồi. Rồi nha, đây này nha. Ui, rồi qua nè. Rồi, rồi. Ui, ui. Con cái gốc cây, con cái gốc cây nó đâm xuống. Ui, ui, ui. Cái gì sao bay? Đừng đạp, đừng đạp, đừng đạp nha, cái cây này nó đâm được nha, cái cây này nó đâm được nha. Từ từ, từ. Rồi, sao đi, sao đi, để phong qua trước. Từ từ, từ, để phong qua trước, để phong qua trước. Từ Sam ơi, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ui, cái cây nó đâm được nha, cái cây nó đâm được nha, coi chừng nha. Cái cây nằm ở trên đất á. À. Ui, ui, qua đâu, qua đâu, qua đâu. Qua đâu, qua đâu. Không, không vô ơi, không vô ơi, không vô ơi. Hello team!